Nguyên Mạnh nói gì khi được bắt chính ở đội tuyển Việt Nam lần đầu sau 5 năm? Sau 5 năm, thủ môn Trần Nguyên Mạnh mới lại có tên trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân bảng B gặp DT Lào tại AFF Cup 2020. Thủ môn này đã chia sẻ về cảm xúc khi được lựa chọn, cũng như mục tiêu của mình phía trước. Trận ra quân bảng B AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Lào, thủ môn Trần Nguyên Mạnh được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, thủ môn 30 tuổi mới có được vinh dự này. Trải qua 90 phút trước đối thủ, Nguyên Mạnh hoạt động khá nhàn nhã trước sức tấn công trung bình của Lào. Tuy nhiên, thủ môn của câu lạc bộ Việt theo luôn thể hiện sự tập trung tối đa trong từng pha bóng, để không thủng lưới và góp phần cùng cả đội giành 3 điểm trọn vẹn. Chia sẻ cảm xúc của mình, Nguyên Mạnh nói, tôi cảm thấy rất vui khi được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội. Khi nhận được niềm tin của thầy, tôi đã đặt quyết tâm chứng tỏ bản thân mình. Tôi cũng tự dặn mình cần phải thi đấu tốt hơn nữa, phía trước còn nhiều thử thách. Nếu tiếp tục được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng, tôi sẽ cố gắng chắt chiu từng cơ hội để khẳng định mình. Ở trận này, Nguyên Mạnh có một tình huống cứu thua xuất sắc trước pha dứt điểm của ngôi sao Billy bên phía Lào. Chia sẻ về cảm nhận của mình, Nguyên Mạnh nói, tình huống đó trong trận rất nhanh. Tiền đạo đội bạn chuẩn bị dứt điểm thì tôi cũng cố đọc tình huống. Một phần là phán đoán được và một phần cũng là may mắn. Sau nhiều lần không được lên tuyển, thú thật tôi cũng bị tâm lý. Nhưng sau này khi được gọi trở lại, được tập luyện thì tôi thấy mình tự tin hơn. Bây giờ, tôi rất muốn khẳng định chính mình. Bản thân sẽ đặt mục tiêu, quyết tâm thi đấu tốt từng trận để cùng đội đạt kết quả như mong muốn. Huấn luyện viên Park luôn động viên và tạo niềm tin cho tôi. Tôi cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc và sẽ cố gắng hết mình, thủ môn của đội tuyển Việt Nam chia sẻ.